Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI, tạp chí Phong cách doanh nhân và mạng lưới phong cách doanh nhân quốc tế tổ chức lễ vinh danh 100 doanh nhân phong cách thực hiện sứ mệnh đưa Việt Nam ra thế giới và đưa thế giới về với Việt Nam. Sự kiện đánh dấu chặng đường kiến tạo và kết nối giao thương thành công cho cộng đồng doanh nhân Việt Nam và quốc tế. Đây cũng là cơ hội gặp gỡ giao lưu của hơn 500 doanh nhân, nhà đầu tư và là dịp tôn vinh những doanh nhân với nhiều sáng tạo và thành tựu đột phá trong lĩnh vực hoạt động và sản xuất kinh doanh, tích cực tham gia hoạt động vì cộng đồng và có ý thức xây dựng hình ảnh doanh nhân thời kỳ mới. Với chủ đề Người tiên phong, giải thưởng thấp 100 phong cách doanh nhân năm 2020-2021 sẽ được Hội đồng Cố vấn bình chọn với các tiêu chí có thành tích nổi bật trong lĩnh vực mình hoạt động, tuân thủ đúng pháp luật, thân thiện với môi trường, đóng góp tích cực cho cộng đồng, có ý thức xây dựng hình ảnh bản thân.